Ủa trời ơi, vợ Hải. Hai. Hay quá trời quá đất, tao tính kiếm chồng mày nè, thôi gặp đây rồi khỏe rồi nè. Đưa nè, cầm cái này rồi xong mình đưa lại cho chồng con đi con. Nè. Tiền. Thiệt luôn á. Cái gì? Khổ chú Hai quá. Chồng con hư là cũng tại vì chú nè. Gì hư? Bây giờ tối ngày chú cứ cho ảnh mượn tiền như vậy. Có phải là ảnh có tiền trong tay rồi ảnh đi làm đầu tư bậy bạ không? Rồi hả, vợ chồng con càng ngày càng nợ nần chồng chất chú. Rồi qua kiếp sau phải trả cho chú nữa hả? Trời ơi, thương quá trời quá đất à. Trời ơi, không thích chồng mình mượn tiền ta phải không? Thích đâu. Thiếu nợ đúng không? Con không thích thiếu nợ. Rồi, tánh vậy là tánh tốt đó con. Nhưng mà chú báo cho con một cái tin hỷ. Tiền này á, không phải là tao cho chồng mày mượn, mà chồng mày cho tao mượn. Sáng chồng mày nói cho tao mượn, bây giờ tao về tao cảm thấy là không có sử dụng tới cái số tiền này, tao đem tao ói ngược trở lại cho mày, hiểu không? Mày đem mày đưa mày cho chồng mày, đây là chồng mày cho tao mượn. Chú nha, chú đừng có xạo nha. Bữa nay có cái trò này nữa ta. Trò gì? Chú đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nghĩ gì? Chú nghĩ làm sao mà chồng con có được số tiền lớn như vậy chứ? Đánh không hề nghe. Cái con này nó làm sao vậy trời? Không lẽ chồng mày có tiền mày không biết? Hả? Con biết chứ. Ngày nào con cũng lục bóp của ảnh hết á. Trời ơi, một đồng cắt bạc ảnh còn không có nữa, đâu ra mà nguyên cái cọc tiền như vậy. Ủa thiệt vậy đó hả? Dạ. Con ơi, vậy là có vấn đề trong này rồi nha con. Ủa vấn đề gì vậy chú? Thằng chồng mày sáng nay nó đưa tao coi cái bóp của nó. Cái bóp của nó vậy cui vậy nè. Nó cầm ra một cọc tiền. Cái này là chỉ ngắt 1/3 thôi cho tao mượn. Còn nữa nghe, nó nói muốn mượn nhiêu có nhiêu. Đó, đây là tiền tao mượn của nó. Ha. Điều tra cho kỹ đi con ơi. Trời ơi, nhiều khi bị gạt là nào không hay luôn á. Nó giấu tiền riêng đó con hiểu không? Thôi tao không nói nhiều nữa bây giờ vậy. Tiền này là chồng mày cho tao mượn, tao đem qua, tao trả cho mày. Mày cứ đưa cho nó, còn ở đâu ra hay là ai dụ ai hay là gì đó mày đừng cần biết. Không, 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 không. Con không bao giờ nhận những cái đồng tiền bất chính, những cái đồng tiền không rõ nguồn gốc như vậy. Chú đừng hòng lừa gạt con, đừng hòng chia rẽ vợ chồng con. Mệt rồi. Ủa, chị Lan đâu hả? Cái gì mà cãi lộn ôm sùm vậy? Con sợ quá cô Lan ơi. Cuộc đời vậy trớ trêu, mới hôm qua còn thân thiện ôm ấp nhau quá à. Bữa nay mới trở mặt liền luôn hả? Vụ gì? Con hỏi cô nè, cô nhìn chồng con, cô có nghĩ là ảnh có một số tiền cỡ như cái cọc tiền này không? Không. Trời ơi, cái thằng bần hàng nó ở đâu ra tiền vậy? Ủa mà ai nói là chồng con có tiền vậy? Cái loại người đó là xài không có vô đó nha con. Đơm đặt cái thứ đó là cái thứ mà gọi là nuôi ong tay áo. Cái thứ đó mà con tiếp xúc đó là con lây bệnh hồi nào con không biết. Trời đất ơi, bà nói gì vậy? Bà chửi tôi ngon lành vậy bà kia? Đâu có, tôi đâu có chửi ông. Bà mới vừa nói đó. Tôi nói á là cái thứ nào á mà nó đơm đặt nó là chồng của con Dung có tiền á, là cái thằng đó là thằng xài không có vô. Đây nè. Cái thằng đó là cái thằng mà phá nát gia can. Thằng đó là thằng này. Tôi nghĩ vậy nè, chú Hai Teo đây á, mặc dù là cái loài nhiều chuyện. Xin lỗi anh. Loài dữ dội vậy chị. Xin lỗi anh, loài người, tôi cứ lộn. Anh là loài người. Ừ. Là loài người có đặc thù là hơi nhiều chuyện, nhưng chú là người lớn thì con cũng phải, tức là cũng giống như chú nói á, thì con cũng tin khoảng chừng 20-30%. Con phải kiểm nghiệm lại coi là thực sự chồng con có vậy hay không, con hiểu không? Nhưng mà nhiều khi nó giấu mày sao? Giấu sao được, con lén kiểm tra con. Tôi nói anh nghe, tụi nó đang về anh đinh vô anh xào xáo, tụi nó về là thấy không mày. Cái đồng tiền á, tôi nói anh nghe, cái sức mạnh của nó dễ sợ lắm. Nó kết nối người ta nhưng đồng thời nó cũng chia rẽ người ta, anh hiểu không? Trời đất ơi, bắt đầu tao mới là nổi điên nè nha. Tao nói mà không tin tao, được rồi, ta sẽ làm sáng tỏ cái chuyện này ha. Còn riêng mày á, mày đi khám đi. Con khám gì? Có đầu mà não bị thẳng. Não thẳng hiểu không? Não người ta cong để có đường suy nghĩ nè. Não thẳng, không có biết suy nghĩ. Hải ơi, Hải. Cái gì mà gào âm sầm vậy chú? Trời ơi, kêu từ nãy giờ con không xuất hiện gì hết trơn à. Có chuyện gì? Hồi sáng chú mượn tiền con, xong chú về chú tính toán, chú thấy còn thiếu, định qua mượn thêm mớ nữa. Thiếu nhiều?
thiếu nhiều thì nhiều lắm, hiểu không? Cho mượn thêm nha. Được rồi, nhưng mày cũng nói trước này là phải phải có lời nghe. Mày sao á, hàng xóm láng giềng với nhau không cho mượn tiền, mai mốt tao trả lại thôi, có gì đâu mà ăn lời dữ dội vậy mày. Hàng xóm cũng phải có lời cho tiền của người ta mà làm như là giấy gì. Có lời cho con, chú không mượn thôi rồi con đi vô. À, ngồi xuống. Không cho phải không? Chứ được. Không cho thôi, không cần mượn. Mày với mày khó khăn quá. Bây giờ tao không có mượn mày, tao đi mượn bà Lan ha. Tao mượn bà Lan xong rồi tao á, tao vui miệng quá cái tao mới nói với bà Lan á là vợ chồng thằng Hải á nó rừng vàng biển bạc, tiền quá trời tiền luôn, vậy mà nó không đóng tiền nhà cho chị. Đó, nó đem cái tiền đó nó cho vay nặng lãi, nó cho mượn tới 10 chánh lận đó nghe chị. Đó mà nó thiếu tiền nhà mấy tháng rồi sao bà không đòi nó đi. Đó lúc đó bà cào nát mặt vợ chồng mày nha. Chị Lan ơi. À, tha tháo được đâu. Thôi thôi tôi không mượn anh đâu, tôi mượn bà Lan. Con cho mượn đi. Đi đưa đây đi. Trời ơi tao coi mày còn bao nhiêu tiền. Trời đất ơi. Quá trời đất ơi, trời ơi. Tiền quá trời quá đất. Vậy mà con quỷ nói là không có tiền. Ủa anh, anh kiếm gì vậy anh? Kiếm cái thứ mày đó, nó quan trọng nhất cuộc đời của anh. Nè nè, đây nè. Cái gì vậy bà nào? Em nè. Điên quá. Điên gì? Dạ trời ơi, tao đang kiếm, tao đang ráo mày, mệt quá. Trời ơi, quan trọng nhất đối với cuộc đời của anh. Hồi trước em là số 1, bây giờ em là số 0. À, tôi biết mà. Bây giờ lấy được tôi rồi, nên tôi tụt xuống số 0 rồi. Ôi dạ, không quên. Ý anh nói thì số 0 nó đứng trước số 1, nó hơn số 1 luôn. Vô chỗ đi bà nào, phiền quá. Nói vậy nghe được chứ. Ủa vậy chứ không phải em là thứ quan trọng nhất rồi. Cái gì mới là quan trọng nhất? Cái bóp tiền bà nào. Mắc bóp tiền rồi nè. Ủa, mắc bóp tiền á hả? Bóp tiền anh để đâu mà mất? Má hồi nãy thấy mà bây giờ không thấy nữa. Kỳ vậy. À, đâu mất đâu. Nè, cái bóp của anh nè. Quạch đâu? Cái bóp của anh mà em biết chính xác vị trí vậy? Thì tất nhiên rồi, em là vợ anh mà. Bất cứ cái gì thuộc về anh em cũng phải biết chứ. Thậm chí em còn biết vị trí chính xác của những thứ khác trên người anh nữa. Anh có muốn biết là ở đâu không? Em chỉ cho. Không biết. Mấy cái chuyện tối vậy mà cái chị ngột ngạt muốn chết rồi. Cái bóp đâu phải đâu. Cái này không phải. Không phải, bóp của anh mà. Không phải. Không phải là không phải sao đi. Nè, bóp của anh có hình em rõ ràng nè. Đẹp dễ sợ không? Đó, làm gì có cái bóp nào có một cái hình của một cô gái đẹp như cái cô gái này chứ. Đúng không? Bóp của anh chứ còn gì nữa. Nhưng mà không phải. Là sao? Không phải cái này. Sao không phải cái này là sao? Không phải, nói chung là đúng rồi. Nhưng mà nó không phải. Trời đất ơi, sao vậy nè? Bóp này là của anh mà. Thì mà không phải. Sao kỳ ta? Dung ơi Dung, con có trong nhà ông Dung. Ủa, giọng ai giống giọng chú Hai? Giọng chú Hai, chú Hai vô chú Hai không? Chú Hai hả? Vô chơi không? Dạ được. Vô phòng con được ha. Vô được dạ. Rồi chú. Cho phép chú vô chút nha. Dạ dạ, thoải mái chú. Chà. Chú Quy có chuyện gì không? Cũng sạch sẽ, xin lỗi, bỏ dép ra. Dạ. Xin lỗi. Có gì chú? Hả? Thì kiếm gì Dung? Ủa kiếm con hả? Ừ. Chuyện gì chú? Con qua đây. Dạ. Gặp con. Dạ. Trả con món đồ. Món đồ gì con? Cái bóp. Bóp của chồng con nè. Trả cho con nè. Trời đất ơi. Cái bóp nè. Cái bóp. Nè con nè, trả. Trời ơi, con đã nói với chú rồi mà sao chú? Không phải con đã nói cái bóp này không phải là của chồng con. Trời ơi chú ơi, chú đừng có làm cái trò này nữa mà. Trò gì? Cái bóp này nè đúng không? Của con nghe chú. Hả? Của con. Đây nè. Của con. Tiền rừng quá trời rừng nè, rừng tiền luôn đó. Rừng tiền của mày đúng không? Không phải. Không phải đúng không? Phải. Đó,
Đó, chú thấy chưa? Rõ ràng không phải bóp của chồng con. Chú nha, chú cứ tính chuyện chia rẽ vợ chồng con hoài nha. Em nói cho anh biết nè, chú hai là đang tính là không biết là hốt em hay là hốt anh á, mà cứ muốn chia rẽ vợ chồng mình hoài hả? Quá đau. Con không có chịu được đâu. Bằng chứng rõ ràng đây mà vẫn ly, vẫn nói là ta chia rẽ. Đây là cái bóp này là bóp của chồng con. Không phải của chồng con. Cái bóp này ha, ở trong cái túi của mày. Tao giả đò, tao tập nhảy đầm với mày, tao mới móc ra ha. Tao lấy bằng chứng này nè, tao đưa cho con vợ mày. Đây là bóp tiền của nó. Tao đã nói nó có rất là nhiều tiền mà mày không tin. Đây nè, đó. Tiền nó không đó. Bây giờ anh nói một tí đi, phải bóp của anh không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải. Ha, thấy chưa? Thấy rõ ràng không? À không, mày phải đâu. Phải kìa. Phải. Bây giờ mày trả lời dứt khoát em, cái bóp tiền này có phải của mày hay không? Bóp của con với của ai nữa? Thấy chưa? Cái gì? Thấy rõ ràng chưa? À, không, không phải chú. Phải đâu? Thằng này chắc nó bán bánh tráng hay sao mà bao hồi thì bao hồi khác. Bây giờ chú lụm ở đâu rồi? Chú lụm ở đâu? Chú lụm của người khác đúng không? Chú lụm chú đỡ con men ra công an, con trẻ cho người ta. Sao? Đem ra công an hả? Dạ. Yeah. Ủa? Tao lượm thì tao đem ra công an để tao lập công chứ mắc gì tao phải đưa cho mày. À, đúng không? Bây giờ nè, khẳng định là bóp này không phải của con đúng không? Bóp của con hay của ai nữa? Không phải của con đúng không? À, không phải của mày. Hay quá, thôi được rồi, cho chú xin lỗi nha con. Coi như là chú hiểu lầm đi. Thì ra tiền này không phải của chồng con. Chà nhiều à. Tao lấy cái số tiền này, cái tao đi mua gạo, cái tao đi mua mì gói, tao mua mền, tao tặng cho người nghèo, tao làm từ thiện. Tao đi làm từ thiện. Chú vợ chồng con nghèo nhất là chú. Tao đi làm từ thiện. Đừng chú. Ôi, tao thích quá. Tao đi làm từ thiện. Tiền này là của con, tiền này là của con. Cái gì? Bóp này của con á. Nghe không có rõ. Bóp này là của con. Tiền trong này của ai? Của con. Sao nãy mày nói không phải của mày? Anh ơi, anh không được tham lam nghe chưa? Không phải là tiền của mình thì mình đừng có nhận như vậy. Trời ơi, anh làm em thất vọng quá. Cứ để chú đem tiền này đi làm từ thiện đi. Tự nhiên cái bây giờ nhận vô làm cái gì? Nhận vài đồng tiền này. Khám não đi con. Não con bình thường. Não mày thẳng xuống vậy nè. Con điên, não mày thẳng. Thôi được rồi, tao đi làm từ thiện đây. Đừng. Con vợ mày nói mày đừng có tham. Đừng chú. Không phải tiền của mày thì mày đừng có. Chú vợ chồng con nghèo này, chú làm từ thiện cho tụi con cũng được. Trời, vợ chồng mày nghèo. Mày mà nghèo. Mày khẳng định lại mày có nghèo không? À, cũng khá giả chút xíu. À. Nhưng mà cái bóp này là của con. Sao biết được bóp này của mày? Ở trong này có bao nhiêu tiền mày nói tao nghe thử coi. 5.705.000. 5.705.000. Mày đếm đi. Mày đếm thử coi đúng 5.705.000 không. Đếm khoan. Khoan bình tĩnh đếm cái đã. Đếm ờ. Đó ờ, 500 nè. Ừ đó. Đếm đi. Cái đó 500 này là tiền nguyên là 5 triệu nè. Đây có 700 lẻ nè. Ở đây có 5.000 lẻ nè. Thấy chưa? 5.705.000. Tao hỏi mày à, không phải số tiền của nó. Tại sao nó nói một cách đúng y chang cái số tiền vậy hả? Hả bà não thẳng. Giờ bà biết là tiền của ai chưa bà não thẳng. Tại sao vậy? Tại sao lại giấu em vậy? Tại vì người em cái tính này là hay lục lọi cái đồ của anh, hay lục bóp của anh, cho nên là anh phải làm hai cái giống nhau cho nó đỡ bị lộ. Trời ơi, em lục bóp kỹ lắm rồi mà anh vẫn phát hiện ra hả? Cái treo đồ của tôi biết hết chứ. Mày đó nha, bây giờ còn nói tao này nọ nữa không? Hả, còn chửi bới tao không? Dạ, con bị ảo tưởng sức mạnh. À, xin lỗi chú. Đi quấn não đi cho để nó thẳng, không có biết suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì mà mình nấu chú là muốn hốn hàng hai đứa nhà mình. À, kỳ cục. Còn bây giờ tao tiến thẳng ra tao gặp bà Lan nè. Ha. Cái gì vậy chú? Tao sẽ lấy ống cuốn tóc á, tao quấn não bà, cho não bà công. Chứ bà đó cũng là não thẳng đó. Vợ yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vợ luôn luôn thương ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lọi tin nhắn, móc túi từng xu nào. Nào thì chắc xét như hoàng thương.